Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 204. Chương 2031, Tử Cục. A. Lúc này, một lượt xúc sắc mới kết thúc, con rối tí hon của bàn chơi game cất bước vui vẻ tới vị trí 21 điểm, nơi đó là một căn nhà gỗ, một phụ nữ chóp mũi nhọn đứng ở cửa phòng. Ngươi tiến vào nhà của vu nữ, uống lầm ma dược của vu nữ, mọi thành viên tiến vào trạng thái suy yếu. Một giây sau, cảm giác mỏi mệt mãnh liệt ập tới, giống như bị tiêm thuốc an thần, tay chân trở nên bùn rùn vô lực. Ầm. Bắt lấy cơ hội, tam hộ pháp túm lấy tóc Trương Nguyên Thanh ấn xuống, đầu gối nhanh chóng mạnh mẽ húc lên trên mặt hắn, húc hắn rụng cả răng, máu thịt be bét. Trương Nguyên Thanh phồng lên cơ bắp quanh thân, vận sức vài giây, húc đầu đánh bật ra tam hộ pháp, đang muốn phản kích, lại phát hiện lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi. Đặc tính của năm đại nghề nghiệp trôi đi như xả lũ. Thời gian thẻ thể nghiệm ngũ hành linh lực có tác dụng đã qua. Tinh thần thác loạn nhanh chóng khôi phục bình thường, cảm xúc hiếu chiến của hỏa sư cũng được bình ổn. Hắn như bị rót một thùng nước lạnh, đầu óc hỗn loạn bình tĩnh lại. Mình vì sao phải vật lộn với hắn? Vì sao không ở trong lúc thẻ thể nghiệm ngũ hành linh lực đánh nát vách tường? Trương Nguyên Thanh khôi phục lý trí ngay cả người. Hắn đã bỏ lỡ thời gian chạy trốn tốt nhất. Nhưng bây giờ không phải thời điểm ảo não, Trương Nguyên Thanh lấy ra tấm thẻ thể nghiệm thứ hai. Con bài chưa lật của ngươi nhiều đến mức khiến người ta đố kỵ. Thuần Dương trưởng giáo một lần nữa quay về lối đi, cười nói, nhưng mà, còn nhớ rõ lời ta vừa rồi từng nói không? Chúng ta loại người này, không có 10 phần nắm chắc là sẽ không ra tay, vì giết ngươi, chúng ta đã hợp tác với Nam Phái. Vừa dứt lời, cửa gian phục vụ đóng chặt mở ra, một người khoác áo choàng đội mũ trùm đi ra. Chỉ có Sức Châu, tinh thần hỗn loạn, người áo choàng phát ra thanh âm âm trầm lạnh lùng, ngươi cho dù có 10 tấm, tiêu hao phẩm, cũng không rời khỏi cabin được. Trương Nguyên Thanh đang muốn kích hoạt thẻ nhân vật vẻ mặt cứng đờ. Hắn đã biết mình vì sao đi không nổi, thẻ thể nghiệm ngũ hành linh lực trả giá là tinh thần thác loạn. Mà tinh thần thác loạn ở trong mắt huyễn thuật sư cấp chúa tể, giống như tường thành cổng thành mở rộng, thao túng dễ dàng. Chạy không thoát, cho dù kích hoạt tấm thẻ thể nghiệm thứ hai cũng không chạy thoát, hắn sẽ nháy mắt bị thao túng tinh thần, hưng phấn săn giết kẻ địch ở đây. Thuần Dương trưởng giáo liếm liếm môi, ta thích vẻ mặt bây giờ của ngươi, chính là loại tuyệt vọng này, thật mỹ vị. Tam hộ pháp, đừng giết hắn, rút ra linh thể của hắn, ta trước nuốt linh lực thái âm, tinh thần trong cơ thể hắn, lại luyện hóa linh hồn của hắn. A, à, linh thể cấp 6 khẳng định cực kỳ mỹ vị. Hắn hưng phấn tới mức cả người co rút. Trương Nguyên Thanh biết, hắn kích động là sắp đạt được lực lượng nhân tiên. Nam phái vì sao sẽ cấu kết với ngươi? Trương Nguyên Thanh trầm giọng hỏi, các ngươi không phải kẻ địch sao? Thuần Dương trưởng giáo cười tà dị nói, ngươi đoán. Nam phái trưởng lão lạnh lùng nói, Y Xuyên Mỹ là đệ tử của ta. Sư phụ của Y Xuyên Mỹ, đây là lục trưởng lão Nam phái. Trương Nguyên Thanh nhớ tới Khấu Bắc Nguyệt nhắc nhở. Nhưng chỉ vì vậy, Nam phái không có khả năng liên thủ Thuần Dương trưởng giáo. Thuần Dương trưởng giáo cần cắn nuốt thần dạ du cùng huyễn thuật sư mới có thể trưởng thành, là họa lớn trong lòng hư vô giáo phái. Nhất định là bởi vì lợi ích nào đó lớn hơn nữa khiến hai bên đi lại với nhau, Y Xuyên Mỹ chưa có phân lượng này. Chẳng qua bây giờ nghĩ những thứ này đều không có ý nghĩa, Trương Nguyên Thanh mang toàn bộ đạo cụ. Con bài chưa lật của mình đều lướt qua một lần, tuyệt vọng phát hiện, trừ sử dụng tấm vé đời cửa hàng vạn giới kia, thì không có đường sống nữa. Nơi này là vạn mét trên bầu trời, bị đạo cụ cấp chúa tể phong cấm, kêu trời trời không biết kêu đất, đất chẳng hay. Cực phẩm đạo cụ trong ô vật phẩm, không thể sinh ra uy hiếp chí mạng đối với chúa tể. Vì giết hắn, ám dạ mân côi thế mà liên thủ với Nam phái, cái phối trí này thậm chí có thể giết một vị trưởng lão quan phương. Chỉ có thể liều mạng với bọn này, chết cũng kéo bọn hắn chôn cùng, đáng tiếc không có cách nào truyền tin tức cho tiểu viên, nhóc mập quá nửa làm phản rồi. Lão đại vừa mới đi, mình liền chết toi, nhớ sau khi xuất quan báo thù cho tôi. Đủ loại ý niệm hiện lên, trong lòng Trương Nguyên Thanh thở dài, lặng yên mở ra ô vật phẩm, lựa chọn tấm vé đổi kia. Ánh mắt đảo qua các đạo cụ trong ô vật phẩm, ánh mắt hắn bỗng ngưng tụ, tập trung ở trên hộp diêm kia. Một ý niệm lớn mật hiện lên ở trong lòng. Ngay sau đó,
Hắn lấy ra hộp diêm, đốt một que, hướng về ngọn lửa bốc lên cầu xin nguyện vọng. Tôi cầu nguyện, linh cảnh một người của tôi có thể lập tức buông xuống. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2032, Phó bản cấp B1. Ngọn lửa to bằng hạt đậu nhanh chóng bốc lên, thiêu cháy hết cả que diêm, nguyện vọng thực hiện. Cái này giống với Trương Nguyên Thanh nghĩ, ở dưới điều kiện tiên quyết không liên quan đến cơ chế trung tâm của linh cảnh, hộp diêm là có thể ảnh hưởng linh cảnh. Quy tắc của linh cảnh là một tháng vào phó bản một lần, mỗi lần khoảng cách vượt qua nửa tháng. Mà hắn sắp tới phải vào linh cảnh, lực lượng của nguyện vọng chỉ mang thời gian phó bản buông xuống đẩy sớm 1-2 ngày. Theo que diêm cháy hết, ở trong khói thuốc súng lượn lờ, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng linh cảnh nhắc nhở, tinh, bản đồ linh cảnh đang mở ra. Linh cảnh ngài lần này tiến vào là quyết chiến Trường An, đánh số, 69 cấp bậc độ khó, B loại hình, một người, loại tử vong nhiệm vụ chủ tuyến, đánh gục 10 con âm vật. Giới thiệu linh cảnh số 69, con trai. Tông chủ Quỷ Vương Tông mấy tháng trước chết vào tay bất lương soái, tông chủ Ngao Thương không cam lòng. Liền thừa dịp rằm tháng 7 Tết Trung Nguyên ngày quỷ môn mở rộng, mang theo bách quỷ dạ hành, tàn phá Trường An, muốn giết bất lương soái. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Tiếng linh cảnh nhắc nhở kết thúc, quả nhiên không có đếm giây. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía ba kẻ địch âm thầm đề phòng, lạnh lùng nói, gặp lại sau. Dứt lời, hắn cứ như vậy biến mất ở trong tầm mắt ba người bọn Thuần Dương trưởng giáo. Hầu như ở một giây sau, Nam phái Lục trưởng lão liền ngẩng đầu phát ra tiếng rít, thi triển tinh thần đả kích. Tam hộ pháp thì triệu hồi ra mặt trời chói chang, ánh vàng lấp lánh chói mắt chiếu sáng cabin, thái dương khắc chế thái âm, có thể chiếu ra bóng dáng thần dạ du. Nhưng trong cabin trống rỗng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự biến mất rồi. Không phải truyền tống, không phải dạ du. Hắn đã biến mất. Hắn đâu? Hắn đâu? Thuần Dương trưởng giáo thét to, đáng chết, đáng chết. Làm kẻ nửa điên, năng lực quản lý cảm xúc của hắn vẫn luôn rất kém, hoàn toàn không ngờ vịt nấu chín cứ như vậy bay mất. Tam hộ pháp thu hồi mặt trời chói chang, trầm mặc một giây, không quá xác định nói, hắn vừa rồi nói gì. Lục trưởng lão dùng thanh âm trầm thấp mang lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn lặp lại một lần, ta cầu nguyện, linh cảnh một người của ta có thể lập tức buông xuống, bỏ đi thời gian đọc giây. Tiếng thét chói tai của Thuần Dương trưởng giáo im bặt, trừng lớn đôi mắt to long lanh vẽ khói, dán lông mi giả, hắn vào linh cảnh rồi. Lục trưởng lão ừ một tiếng, tuy không thể tưởng tượng, nhưng quả thật là như thế, bằng không làm sao đột phá cấm chế của đạo cụ. Hắn nếu có đạo cụ truyền tống cấp chúa tể, sẽ không giữ lại đến bây giờ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thuần Dương trưởng giáo một lần nữa kêu gào lên. Một giây sau, hắn lại thu hồi toàn bộ biểu cảm, vẻ mặt âm trầm cười lạnh nói, chờ hắn ra, khỏi phó bản, vẫn như cũ ở trong máy bay, kéo dài hơi tàn mà thôi. Linh cảnh hành giả từ nơi nào vào phó bản, sau khi đi ra chính là nơi đó. Tam hộ pháp sắc mặt trắng bệch nói, nhưng hắn có đạo cụ truyền tống, có thể thoát ly phó bản. Sẽ không. Lục trưởng lão giọng âm trầm lạnh lẽo, ánh mắt dưới mũ trùm ẩn chứa cảm xúc cực hạn, cuồng loạn, mạch suy nghĩ lại vô cùng bình tĩnh. Trên người hắn có tiêu hao phẩm cấp chúa tể, có nhiều cực phẩm đạo cụ như vậy, hắn vào phó bản, nhất định là cấp chúa tể. Chờ xem, hắn vẫn có thể đi ra, đương nhiên, cũng có thể trực tiếp chết ở trong phó bản. Thuần Dương trưởng giáo nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống. Hắn săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn không đơn thuần là ân oán, mà là vì lực lượng cấp nhân tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn chết ở trong phó bản, chẳng phải là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Tam hộ pháp nói, phó bản cấp chúa tể, thời gian tiêu tốn sẽ rất dài. Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay chưa về Tùng Hải, các trưởng lão phân bộ Tùng Hải nhất định sẽ phản ứng lại. Chúng ta không có thời gian kéo dài, đề nghị của ta là lái máy bay về Tổng bộ binh chủ giáo. Lái về Tổng bộ Nam Phái, Lục trưởng lão lạnh lùng nói. Hai vị chúa tể ánh mắt lạnh lùng đối diện. Các ngươi tốt nhất đừng ở nơi này nội chiến, máy bay nếu bị hủy, nơi Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về chính là vạn mét trên bầu trời, đến lúc đó hắn muốn chạy trốn, ai cũng không ngăn được. Thuần Dương trưởng giáo hừ nói. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu phân bộ Tùng Hải sau khi phản ứng lại, thông báo Tổng bộ Ngũ Hành Minh,
lấy sự coi trọng của vị nguyên soái kia đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhất định sẽ tự mình đến. Nam phái ngươi chỉ có một vị bán thần, mà Tây Bắc là tổng bộ binh chủ giáo, có Tu La, có Thiên Vương Sợ Hãi, có vài vị chúa tể của ám dạ Mân Côi. Bạch Hổ nguyên soái kia dám đến, chỉ còn đường chết. Lục trưởng lão trầm ngâm vài giây, hư lạnh nói, đặt cọc cho ta món đạo cụ cấp chúa tể kia của ngươi. Thuần Dương trưởng giáo thản nhiên nói, không thành vấn đề. Mở ra cửa gian phục vụ, vẫy vẫy tay, triệu hồi đến cái bàn chơi game mini kia, đưa cho Lục trưởng lão. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2033, phó bản cấp B2. Hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh phát hiện mình đang ở trên một con đường lát phiến đá. Hai bên đường là tầng tầng lầu các san sát nối tiếp nhau, mái ngói đen xì cùng mái cong phác thảo ra phong cách kiến trúc cổ đại cổ hương cổ sắc. Lúc này trăng treo cao trên ngọn liễu, trong những tòa lầu các kia đèn đuốc sáng trưng, truyền ra tiếng nhạc cụ đàn sáo diễn tấu, tiếng phụ nữ cười duyên cùng với tiếng đàn ông ngâm thơ vang vẳng. Rất hiển nhiên, hắn đã tiến vào phó bản, tới cổ đại rồi. Lý Tuấn, ngươi phát ngốc cái gì? Phía sau lưng bị người ta đẩy một cái, Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn, phía sau có hai vị thanh niên đang đứng. Kẻ đẩy hắn là một thanh niên mắt tam giác, đội một chiếc khăn vấn đầu, mặc áo sam cổ tròn tay áo hẹp, quần dài tới đầu gối, ống bó, chân đi giày. Bên hông treo một tấm thẻ đồng, mơ hồ là ba chữ bất lương nhân. Một vị thanh niên khác dáng người khôi ngô, mặt đầy dữ tợn, trang sức tương tự, bên hông treo yêu bài tương tự. Hai người đều là mặt mày kiệt ngạo, vẻ mặt hung hãn, vừa nhìn là biết không phải hạng người lương thiện. Trong tay thanh niên mắt tam giác cầm một cây đoản đao, thanh niên khôi ngô cầm một ống trúc, đoản đao thì dắt ở bên hông. Ngoài ra, trong lòng hai người phồng lên, như nhét không ít thứ. Lý Tuấn, Lý Tuấn. Trong đầu Trương Nguyên Thanh đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức, thân phận bây giờ của hắn là đại đường bất lương nhân Lý Tuấn, am hiểu tiềm hành, ngự quỷ, tập được một chiêu ăn trộm nhạn quá bạt mao. Vài năm trước, ở trong một lần lẻn vào nhà ăn trộm gặp hạn ngã đau, bị quan phủ chóc nã quy án. Quan phủ tiếc tài, niệm hắn không có tội ác tày trời, liền để hắn làm bất lương nhân, thuộc về bất lương soái quản lý. Hai vị thanh niên phía sau cũng là bất lương nhân, kẻ mắt tam giác tên Phủ Tín Âu, kẻ vẻ mặt đầy dữ tợn tên Tập Trá, hai người đều là cuồng đồ võ công cao cường, hơn nữa có án tích. Đang nói chuyện với người đấy, Phù Tín Âu đẩy hắn nhíu mày nói, Tết Trung Nguyên quỷ môn mở rộng, toàn bộ Trường An âm khí nồng đậm. Chúng ta phụng mệnh phòng thủ phường Bình Khang, thủ đều là quan to hiển quý, nếu xảy ra sai lầm, đầu của ngươi với chúng ta khó giữ được. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng đáp lại, biết, không cần nhiều lời. Vì thế ba người tiếp tục tuần tra phường Bình Khang. Phường Bình Khang đông tây 1022m, nam bắc 500m, tổng diện tích khoảng 500.000m2, muốn tuần tra một khu vực lớn như vậy, chỉ dựa vào ba người là không đủ. Trừ ba vị bất lương nhân, trên phố còn có binh lính mặc giáp cầm binh khí tuần tra. Trong quá trình tuần tra, Tập Trá thường thường giơ ống trúc, từ từ nhìn quét quanh mình, bao gồm nhà cửa ven đường. Đây là pháp khí của hắn, xuyên qua ống trúc có thể nhìn thấy âm hồn tà túy, có thể bắt giữ âm khí. Trương Nguyên Thanh nhìn xung quanh, làm bộ nghiêm túc tuần tra, trong lòng lại chửi thẳng má nó. Linh cảnh số 69 quyết chiến Trường An là phó bản đời đường. Đời đường đối ứng là cấp chúa tể, hắn đã tiến vào một cái phó bản cấp chúa tể mức B. Phó bản cấp chúa tể mà nói, Ngọc Phù truyền tống liền không cách nào dùng được nha. Trong lòng hắn nổi lên cảm xúc lo âu. Ý tưởng lúc ban đầu của Trương Nguyên Thanh là đốt que diêm cầu nguyện tiến vào phó bản. Sau đó lại đốt que diêm thứ hai cầu nguyện ra một tấm Ngọc Phù truyền tống, mượn dùng Ngọc Phù truyền tống thoát ly linh cảnh, trở về hiện thực. Như vậy, hắn nhiều lắm là rớt về cấp 5. Hắn còn có hai cái phó bản bang phái chưa vượt qua, tháng sau lại vào phó bản cấp S một lần, rất dễ dàng có thể vãn hồi tổn thất, trở về cấp 6. Chỉ cần có thể chạy thoát lần mai phục chém giết này, tất cả đều là đáng giá. Nhưng vận may quá kém rồi. Cầm thẻ thể nghiệm ngũ hành linh lực, trong ô vật phẩm có gương Iata, trong mũ đỏ nhỏ tất cả đều là tài liệu cấp thánh giả. Chúa tể, lại thêm những đạo cụ cực phẩm kia của mình, ghép với phó bản cấp chúa tể tựa như cũng không kỳ quái. Hắn nhe răng,
cẩn thận nhìn quanh, chỉ cảm thấy trong đêm tối ẩn giấu vô tận sát khí. Nhiệm vụ chủ tuyến là giết chết 10 con âm vật, dựa theo cường độ phó bản, chỉ sợ đều là cấp chúa tể. Cho dù thần dạ du trời sinh khắc chế oán linh, nhưng muốn liên tục giết 10 con âm vật, vẫn như cũ là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Trừ phi một lần dẫn 10 con âm vật, sau đó mở ra thẻ thể nghiệm dọn quái, bằng không căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng như vậy, cho dù hoàn thành nhiệm vụ, mình rời khỏi phó bản trở về hiện thực, không có thẻ thể nghiệm, ngay cả năng lực dãy chết cũng không có nữa. Phe này xong con ong rồi, nguy cơ hiện thực chưa giải quyết, lại vào phó bản cấp chúa tể. Trương Nguyên Thanh cười khổ một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2034, phó bản cấp B3. Hắn vừa tuần tra, vừa suy nghĩ kế sách cầu sinh. Tình huống này bây giờ, đầu tiên là phải sống sót ở trong phó bản, sau đó tìm được biện pháp giải quyết tử cục ở hiện thực. Đã là phó bản cấp chúa tể, vậy có khả năng ở trong phó bản đạt được lực lượng cấp chúa tể hay không? Linh phó khẳng định là không được, thực lực của mình không thể khống chế oán linh cấp chúa tể, sẽ chỉ cắn trả mà chết, âm thi. Cũng cùng một đạo lý, trực tiếp từ trong phó bản đạt được đạo cụ. Đạo cụ cấp chúa tể số lượng thưa thớt, trong phó bản cấp B không có khả năng có đạo cụ. Trương Nguyên Thanh khổ sở suy nghĩ hồi lâu, mắt đột nhiên sáng ngời, nghĩ tới Tam Đạo Sơn Nương Nương. Thiếu chút nữa quên mất nương nương mình yêu nhất, mình trái lại có phương pháp ở trong phó bản triệu hồi cô ấy. Chẳng qua nương nương lần trước ở Nhai Sơn Chi Hải từng nói, cô ấy sẽ không ở trong phó bản giúp mình. Phụ nữ mà, luôn mềm lòng, dỗ cô ấy một chút là tốt rồi. Trương Nguyên Thanh đang suy tư, chợt nghe Tập Trá bên người hừ lạnh nói, Quỷ Vương Tông Chủ sắp huyết tẩy Trường An rồi, đám quan lão gia này còn đang cùng kỹ nữ tận tình thanh sắc. Đáng giá nhắc tới, phường Bình Khang là một trong những phường nổi tiếng nhất Trường An, phía đông giáp chợ Đông một trong hai chợ. Phía bắc cách con đường giáp với phường Sùng Nhân văn nhân nhã sĩ tụ tập, phía nam giáp phường Tuyên Dương quan lớn hiển quý ở lại. Lợi dụng ưu thế địa lý thiên nhiên như vậy, phường Bình Khang đã thành kỹ viện nổi tiếng của Trường An, tới nơi này tiêu phí đều là phú thương, quan lại cùng cử tử là cử nhân và sĩ tử. Phù Tín Âu mắt tam giác thản nhiên nói, bất lương soái được thánh nhân coi trọng, quyền thế càng ngày càng lớn, lại là ngũ đức chi thân xưa nay chưa từng có. Đám da áo túi cơm này cảm nhận được uy hiếp, nói không chừng đang chờ mong Quỷ Vương ở Trường An đại khai sát giới, bọn họ còn mượn cơ hội dâng sớ buộc tội, trừ bỏ bất lương soái. Bối cảnh nhiệm vụ lần này là Quỷ Vương Tông Chủ báo thù, Quỷ Vương Tông là quái vật lớn chiếm cứ phương Bắc. Tông chủ Ngao Thương chính là cao thủ số một lãnh thổ phía Bắc, một thân bản lĩnh ngự quỷ luyện thi thiên hạ vô địch. Con trai độc nhất của Ngao Thương ỷ vào quyền thế phụ thân, ở Bắc Cảnh hoành hành không kiêng kỵ, chèn ép dân chúng, mấy tháng trước đến Trường An, giết người luyện thi, làm nhục dân nữ, bị bất lương soái bắt, chém ở ngoài chợ. Ngao Thương sau khi biết được tin tức, lập tức phát ra lời nói hung ác, muốn khiến bất lương soái nợ máu trả bằng máu, muốn làm dân chúng Trường An chôn cùng. Tới gần Tết Quỷ, trong thành Trường An liên tục xảy ra việc lạ, tà túy âm hồn quấy nhiễu lòng dân hoảng sợ. Triều đình lập tức tăng mạnh phòng vệ, mấy phường quan trọng, ngày đêm đều có cao thủ tuần tra. Các đối thủ của bất lương soái bắt lấy cơ hội, liên tiếp buộc tội, yêu cầu thánh nhân xử tử bất lương soái, bình ổn lửa giận của Quỷ Vương. Bất lương soái, ngũ đức chi thân. Trương Nguyên Thanh giật mình, nhớ tới yêu bài bất lương nhân đạt được trong phó bản ngũ hành chi loạn. Dựa theo giới thiệu thuộc tính yêu bài, chủ nhân của nó là một vị tồn tại vô thượng tu hành ngũ hành chi lực, cái này phù hợp miêu tả bất lương soái. Vừa nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh mở ra ô vật phẩm, lặng yên lấy ra yêu bài năm màu, triển lãm cho hai đồng bạn, nói, các ngươi nhận ra yêu bài này không? Phù Tín Âu cùng Tập Trá tập trung nhìn vào, đột nhiên biến sắc, thất thanh nói, yêu bài của bất lương soái sao có thể ở trên người ngươi? Quả nhiên là yêu bài của vị bất lương soái kia, cho nên, phó bản bí mật ngũ hành anh binh và liên tam nguyệt tiến vào, kẻ ngủ say dưới vực sâu kia là bất lương soái. Nếu như vậy, quyết chiến Trường An phó bản này hẳn là không gặp được bất lương soái. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh khẽ lóe lên, trong nháy mắt đã nghĩ tới rất nhiều. Đáng tiếc, nếu bất lương soái cũng ở trong phó bản, lấy tuyệt kỹ nạp đầu liền bái của mình,
khẳng định có thể vặt lông dê một chút, không cần triệu hồi nương nương nữa. Trước lừa dối hai tên bất lương nhân rồi nói sau. Vì thế, vẻ mặt Trương Nguyên Thanh trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, bất lương soái giao cho ta một nhiệm vụ. Tình hình cụ thể không thể báo cho các ngươi, kế tiếp, các ngươi cần không hề giữ lại phối hợp ta, phục, tùng mệnh lệnh, nếu là nhiệm vụ xảy ra sai lầm, đầu của hai ngươi khó giữ được. Phù Tín Âu cùng Tập Trá nhìn nhau một cái, vừa chấn động vừa nghi ngờ, thật sự nghĩ không ra một gã Lý Tuấn thường thường không có gì lạ. Vì sao có thể được bất lương soái coi trọng, còn mang yêu bài tượng trưng cho thân phận tặng cho hắn? Trương Nguyên Thanh ánh mắt lạnh lùng, như thế nào, hai ngươi muốn trái lệnh bất lương soái sao? Không dám. Hai người vội vàng khom mình hành lễ. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2035, kỹ năng loại quy tắc 1. Trương Nguyên Thanh hài lòng thu hồi yêu bài, nói: "Hai người các ngươi hộ pháp cho ta, ta muốn phụng lệnh bất lương soái, triệu hồi một vị cao nhân giúp đỡ, đợi lát nữa nếu có hiện tượng lạ, chớ kích động." Hắn không có thời gian cũng không có thực lực qua phó bản cấp chúa tể, tính trực tiếp triệu hồi Tam Đạo Sơn nương nương, nói cho cô khốn cục trước mặt, sau đó nằm thẳng xin giúp đỡ. "Vâng." Hai người khom người nói. Trương Nguyên Thanh tìm một chỗ yên tĩnh, lấy ra quyển trục có thể triệu hồi Tam Đạo Sơn nương nương, lại mở ra kho hàng bang phái đánh giá một phen. Tài liệu triệu hồi Tam Đạo Sơn nương nương chỉ có một phần, cũng chính là nói, hắn chỉ có một lần cơ hội. Nếu một lần không thành công, liền thật sự GG rồi. Hắn bình thường vốn đã rất ít tiếp xúc với nương nương, sau Nhai Sơn Chi Hải, lão mõ nói rất nhiều lời tuyệt tình, cái gì cho dù chết cũng sẽ không quản ngươi bla bla. Cho nên Trương Nguyên Thanh cũng sẽ không trông cậy vào cô cái gì cả, tài liệu trong ô vật phẩm dùng để bố trí nghi thức triệu hồi tự nhiên sẽ không nhiều. Hắn lấy ra quyển trục da dê, bày ra tài liệu. Vừa chuẩn bị sẵn sàng công tác, liền nghe Tập Trá giơ ống trúc quan sát xa xa vội vàng nói, có quỷ. Cùng lúc đó, Trương Nguyên Thanh phát hiện một luồng âm khí kinh khủng ập tới, trong lòng cả kinh, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trong bóng đêm thê lương, cạnh vườn hoa phía sau mười mấy mét, một cô gái áo trắng đứng đó, cô cúi đầu, mái tóc dài màu đen thả xuống, đầu như là treo ở trên cổ. Âm trầm mà quỷ dị, con âm vật đầu tiên đã hiện thân. Âm khí khủng bố tràn ngập, quanh thân nữ quỷ áo trắng nhanh chóng ngưng tụ ra xương trắng, hướng tới vườn hoa, phiến đá lan tràn, nơi đi qua hơi nước trong không khí ngưng kết, rắc rắc đông lạnh ra xương trắng. Cơn lạnh lẽo này còn đang không ngừng lan tràn, hướng về phòng xá xung quanh ùa đi. Oán linh cấp chúa tể thường thường sẽ dẫn phát dị tượng mãnh liệt, rơi xuống đất thành xương chỉ là bình thường, tháng 6 tuyết bay cũng không hiếm thấy. Đáng chết, số mình gần đây có phải quá kém rồi hay không? Trương Nguyên Thanh bị âm khí kích thích, tóc gáy dựng thẳng, nghiệp chướng. Tập Trá quát to một tiếng, từ trong lòng lấy ra một nắm cát vàng, lao nhanh vài bước, ném về phía trước. Cát vàng bay ra, bám vào ở trên thân oán linh áo trắng, phát ra tiếng tách tách như pháo hoa nổ tung, nhưng cái này rất nhanh đã bị âm khí trong cơ thể oán linh trào ra dập tắt. Chẳng qua thân thể nữ quỷ áo trắng hiển hóa ở trước mắt ba người, không hư ảo nữa, mà là trở nên trực quan có thể thấy được. Thấy thế, Tập Trá vứt ống trúc, rút ra đoản đao khắc đầy linh lục, bước nhanh tiến lên, bật nhảy, chém về phía nữ quỷ áo trắng. Rắc! Tập Trá đang trên không trung, đầu đột nhiên xoay 180 độ, mặt trước quay ra sau lưng, da thịt chỗ cổ vặn thành cái quẩy, xương vụn đâm ra. Hắn chợt rơi xuống, chết vô thanh vô tức. Oán linh cấp chúa tể lấy năng lực khống vật, trực tiếp vặn gãy cổ hắn. Một bên khác, Phù Tín Âu từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, nhổ nút gỗ, đổ chất lỏng màu đỏ đen lên đoản đao, chân đạp cương bộ, trong miệng niệm chú. Thẳng đến khi đoàn đao sáng lên một vệt ánh sáng vàng mỏng manh, được, tăng thêm, hắn mới khẽ quát một tiếng nặng nề, cách không chém ra mảng ánh sáng vàng mỏng manh kia. Nữ quỷ áo trắng phát ra tiếng thét chói tai thê lương, âm khí mênh mông giống như nước lạnh đổ vào chảo dầu, nổ vang, nháy mắt bốc hơi hơn phân nửa. Nghiệp chướng chịu chết, Phù Tín Âu ba bước như cần hai bước, phóng qua thi thể đồng bạn Tập Trá, một đao chém nữ quỷ thành làn khói tiêu tán. Một giây sau, nữ quỷ xuất hiện ở phía sau Phù Tín Âu, dán về phía trước. Thân thể Phù Tín Âu đột nhiên cứng đờ, con ngươi run rẩy,
vẻ mặt hoảng sợ vung đao cắt về phía động mạch cổ. Ô, tiếng gió thê lương chợt vang lên, đoạn đao cắt vào yết hầu đinh một tiếng, như dính đòn nặng, bị đánh bay ra ngoài. Đó là đao gió Trương Nguyên Thanh chém ra. Sau khi cứu Phủ Tín Âu, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lấy ra mũ đỏ nhỏ, chấn động rớt xuống ngân giao quận chúa. Quận chúa vừa xuất hiện, liền nhìn quanh một phen, bị Phù Tín Âu nơi xa dọa giật mình, vội dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ Loa Miêu Vương trong hầu bao. Cô lại đeo đạo cụ này. Loa Miêu Vương phát ra tiếng dòng điện xẹt xẹt, không có audio này. Ngân giao quận chúa nắm lên cái loa nhỏ, thét to, phó bản cấp chúa tể. Cậu đang đùa cái gì vậy? Đùa cái gì vậy? Tôi muốn về mũ. Loa Miêu Vương ghi vào thành công. Sau đó mang tiếng thét chói tai của ngân giao quận chúa vừa rồi một lần nữa truyền phát. Trương Nguyên Thanh lười nói lời thừa với cô, trực tiếp ra lệnh, nếu không muốn chết thì thay tôi triệu hồi sư tôn cô. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 2036, kỹ năng loại quy tắc 2. Lúc triệu hồi nghi thức, cần lấy lực lượng tinh thần hoặc thái âm dẫn cháy tài liệu, sau đó không ngừng kêu gọi kẻ được triệu hồi mới có thể truyền đạt thanh âm qua. Cho nên Trương Nguyên Thanh chỉ có thể gọi ra Ngân Giao quận chúa giúp đỡ. Ngân Giao quận chúa vừa nghe là muốn triệu hồi sư tôn, tinh thần rung lên, sải bước lao tới, thay thế vị trí chủ nhân. Trương Nguyên Thanh cũng sải bước lao ra, ở trong cuồng phong vây quanh bay lên. Hào quang vàng óng ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một cây dao găm, ở trong nháy mắt lao về phía Phù Tín Âu, cũng đâm dao găm vào sau lưng hắn. Dao găm hào quang vàng đâm vào máu thịt, bùng nổ khói đen xẹt xẹt, nữ quỷ áo trắng thét chói tai bắn ra. Nữ quỷ áo trắng phiêu phiêu đãng đãng tới bên vườn hoa, nâng lên cái đầu gục trên cổ, một khuôn mặt trắng bệch thất khiếu đổ máu, một đôi mắt trắng dã chảy ra máu đen. Cô ta sau đó lại biến mất không thấy. Trương Nguyên Thanh hừ nhẹ một tiếng, nâng tay gõ nhẹ lên trán, phác thảo ra mặt lam kiệt ngạo bất tuân, tăng sức chịu đựng của mình lên 50%, đồng thời hốc mắt trào ra lực lượng tối đen sền sệt. Vừa làm xong hai bước này, nữ quỷ liền từ phía sau hắn hiện lên, hoàn thành nhập vào. Oán linh bình thường thủ đoạn công kích có hạn, không có gì ngoài ảo thuật, ngự vật cùng nhập vào. Nữ quỷ áo trắng tuy đã chạm đến tầng cấp chúa tể, nhưng cô là thuần túy cường đại, chưa từng tiến hành luyện chế đặc thù. Ví dụ giống quỷ tân nương như vậy, có được năng lực phóng thích bệnh khuẩn. Nhưng dù vậy, ở khoảnh khắc cô ta nhập vào, Trương Nguyên Thanh mở ra mặt lam cùng phệ linh cứng đờ cả người. Cơ thịt, các khớp xương nhanh chóng sơ cứng, cơn lạnh lẽo thật lớn ập vào thân thể, nhật chi thần lực cũng gặp áp chế. Tuy nhật chi thần lực đối với âm vật có tính khắc chế trời sinh, nhưng quá mức thưa thớt, không thể hình thành áp chế tuyệt đối với oán linh cấp chúa tể. Đây là oán linh cấp chúa tể, so với mình tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Phế linh cùng nhật chi thần lực của thần dạ du hoàn toàn bị áp chế ngược lại, mặt lam tận 50% kháng tính cũng chưa thể khiến mình chống lại ả nhập vào. Suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh dần dần chậm chạp, tổ chức, cơ bắp nhanh chóng hoại tử. Đoàn đao bên cạnh xác tập trá, đầu đao quỷ dị nhếch lên, điều chỉnh góc độ, nhắm vào ngực Trương Nguyên Thanh, vù một tiếng bắn tới. Y Xuyên Mỹ cùng quỷ tân nương ở trong cabin bị thương nặng, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Giờ phút này đang ôn dưỡng ở trong cơ thể, tuy còn sót lại một hơi, nhưng phóng ra cũng sẽ bị nữ quỷ áo trắng cắn nuốt trong nháy mắt. Tiểu Đậu Bỉ một tiểu anh linh mới vào giai đoạn thánh giả, càng không nhúng tay vào được. Mà Trương Nguyên Thanh đối mặt một vị oán linh cấp chúa tể, lại càng không dám thần du xuất khiếu ngự vật. Keng! Một bóng người chặn lại ở trên quỹ tích đoàn đao bay đi, gạt bay nó. Chính là Phù Tín Âu. Phù Tín Âu mắt tam giác từ trong lòng bốc ra một nắm cát vàng, ném về phía Trương Nguyên Thanh. Trong tiếng nổ vang tanh tách, nữ quỷ áo trắng bắn ra, vừa thét chói tai vừa dùng âm khí dập tắt cát vàng. Những người tu hành cổ đại này toàn thân đều là bảo bối. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, đây là nguyên nhân hắn nhất định phải cứu Phù Tín Âu. Phó bản đã sắp xếp cho hắn hai đồng bạn, vậy nhất định là có tác dụng lớn. Ba người liên thủ giải quyết oán linh xác suất thành công cao hơn, nếu tùy ý Phù Tín Âu bước vào vết xe đổ của tập trá, một mình hắn tuyệt đối sẽ chết ở trong phó bản. Mặc dù không bị nữ quỷ áo trắng trước mắt giết chết, cũng sẽ chết ở trong nguy cơ tiếp theo, nhiệm vụ chủ tuyến là giết chết 10 con âm vật.
Sau khi khôi phục tự do, Trương Nguyên Thanh lập tức dùng cái tay tỏ ra hơi cứng ngắc, móc ra một vầng trăng tròn đen xỉ, dán lên trán. Trong tích tắc, khí chất của hắn trở nên tà dị tôn quý, tựa như quân vương đêm tối, công tước địa ngục. Khí tức thái âm quanh quẩn quanh thân tuy không mạnh như nữ quỷ, nhưng phẩm chất vượt qua vô số lần. Âm khí quanh thân nữ quỷ áo trắng chịu cản trở, tựa như bị áp chế. Trương Nguyên Thanh nửa khuôn mặt in hoa văn dạng dây leo, hốc mắt một lần nữa trào ra năng lượng tối đen sền sệt, phát động phệ linh đối với nữ quỷ áo trắng. Hắn há mồm, lực lượng thái âm tụ lại thành dòng khí dạng vòng xoáy, bao lấy nữ quỷ áo trắng. Người sau lập tức thúc giục âm khí của mình chống lại, hai bên hình thành đấu sức. Phù Tín Âu bắt lấy cơ hội, lấy ra bình sứ, đổ chất lỏng màu đỏ đen lên lưỡi đao, lâm trận đạp cương bộ. Niệm chú ngữ, đợi lưỡi đao ngưng tụ ra một luồng hào quang màu vàng, hắn cầm đao đâm vào ngực nữ quỷ. Ở trong một tiếng rít thê lương, thân thể nữ quỷ mỏng yếu đi vài phần, âm khí bốc hơi hơn phân nửa. Không có sức giằng co cùng Trương Nguyên Thanh nữa, bị vòng xoáy âm khí bao lấy, một hơi nuốt vào trong bụng. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2037, Nương Nương buông xuống một. Trương Nguyên Thanh chưa cắn nuốt nó, mà là dùng thái âm lực phong ấn, nạp vào trong bụng, tương lai chờ hắn tấn thăng chúa tể, liền có thể luyện nữ quỷ áo trắng thành linh phó. Đáng tiếc cô ta 5 lần 7 lượt gặp công kích, âm khí suy yếu hơn phân nửa, tương lai lúc luyện hóa, không thiếu được phải hao phí số tiền lớn tu bổ. Chiến đấu bên này vừa kết thúc, tập trá ở bên ngón tay bỗng nhiên nhúc nhích, tiếp theo ngồi bật dậy, cổ liên tiếp kêu rắc rắc, vặn cái đầu hướng về phía sau trở lại. Hắn kêu a hít sâu một hơi, giống như người lặn xuống nước chui ra khỏi mặt nước, thở dốc từng ngụm từng ngụm. Tên này là Mộc Yêu, địch, vừa đánh nhau thì chết, đánh xong liền sống, sao mình cảm giác hắn đang chơi mình. Trương Nguyên Thanh đang đánh giá tập trá, chợt nghe quận chúa giơ cái loa nhỏ kêu lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tài liệu sắp hao hết rồi, sư tôn chưa đáp lại. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cả kinh, vội vàng bỏ lại hai đồng bạn, chạy vội đến bên người Ngân Giao quận chúa. Quyển trục tản ra hào quang mỏng manh, tài liệu bị nó che ở bên dưới, tựa như cục than xám trắng, chỉ còn lại có một chút hơi ấm còn sót lại. Chính như Ngân Giao quận chúa nói, linh lực của tài liệu sắp hao hết rồi, sao có thể không hưởng ứng? Có phải phó bản cấp chúa tể cấp bậc quá cao, Nương Nương không đến được hay không? Cô ấy tựa như từng nói. Cũng không đúng nha, cô ấy cũng từng nói mình ở trong phó bản đã giao thủ với boss cùng cấp bậc. Nếu cô ấy không vào được phó bản cấp chúa tể, lại nào có thể giao thủ với kẻ địch cùng cấp bậc? Nếu triệu hồi thất bại, mọi chuyện đều xong, mình cũng không cần cân nhắc nguy cơ trong hiện thực nữa, oán linh trong phó bản đã có thể giết mình. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Trương Nguyên Thanh đẩy Ngân Giao quận chúa một phát bắn ra, tôi đến. Hắn thừa dịp trước khi tài liệu hao hết linh lực, hai đầu gối quỳ xuống, nạp đầu liền bái, xin Nương Nương hiện thân. Một giây sau, phía trên bầu trời tối đen âm trầm, một vệt hào quang màu vàng như sao băng xuyên thấu vách tường, ầm ầm buông xuống. Ngân Giao quận chúa chịu rung động mạnh. Hào quang màu vàng chiếu sáng lên phường Bình Khang, hạ xuống thẳng tắp, ầm một tiếng đóng đinh ở trước người Trương Nguyên Thanh, gạch xanh vỡ ra, đá vụn bắn tung tóe, nện ở trên mặt đau rát. Hào quang màu vàng dập tắt, một cái chảy đồng thau dài bằng nửa cánh tay xuất hiện ở trước mắt hai người, cán chảy khắc chú văn cùng khắc hoa, chế tác tinh tế, đầu chảy hình ba cạnh sắc bén. Chính là chảy phục ma xa cách nhiều năm, không, xa cách mấy tháng. Trong chảy phục ma dâng lên hào quang màu vàng nhạt, ngưng tụ thành một vị thần nữ cao gầy mặc trang phục rực rỡ, ngũ quan tuyệt đẹp, khí chất lạnh nhạt thoát tục, cánh môi nở nang gợi cảm. Cô bay tới phía trên chảy phục ma, giày thêu dẫm nhẹ ở đầu chảy, nhìn xuống Trương Nguyên Thanh, nhíu mày nói, ta từng nói, ta sẽ không cứu ngươi ở trong phó bản. Nương Nương ngươi vậy đã ngạo kiều, rồi, ngoài miệng nói không cần, hành động rất thành thực. Trương Nguyên Thanh vui sướng lại cảm động, cao giọng nói, Nương Nương, một ngày không gặp như cách ba thu. Vãn bối cùng ngài 3 tháng không gặp, liền cảm thấy đã là 3 đời 3 kiếp, liền muốn trước khi chết gặp lại ngài một lần nha. Ngân Giao quận chúa lặng lẽ vỗ loa Miêu Vương một phát, dặn nó ghi lại một màn vô sỉ này, tương lai dùng nó sỉ nhục Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tam Đạo Sơn Nương Nương hừ lạnh một tiếng,
miệng lưỡi trơn tru. Ồ, cảnh giới của ngươi tăng lên nhanh như vậy. Trong đôi mắt đẹp của nương nương toát ra cảm xúc kinh ngạc. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, vãn bối tất nhiên là không thể để nương nương mất mặt, vãn bối ngày đêm tưởng niệm nương nương, tu hành cũng trở nên có động lực. Tam Đạo Sơn nương nương hài lòng gật đầu, tiếp theo nâng mắt nhìn quanh, đảo qua phường Bình Khang. Chân mày xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại, phó bản này quả thật không tương xứng với tu vi của ngươi, ngươi là như thế nào tiến đến? Tuy đã từng tìm hiểu cơ chế của linh cảnh, nhưng chung quy không phải linh cảnh hành giả, rất nhiều cơ chế ẩn chỉ có linh cảnh hành giả mới có thể biết. Trương Nguyên Thanh liền mang cơ chế ghép của linh cảnh nói cho cô. Tam Đạo Sơn nương nương nghe xong, đôi mắt đẹp liếc một cái, dùng một loại ánh mắt kẻ này ngu dốt, bùn nhão không đắp được tường nhìn hắn. Trương Nguyên Thanh vội vàng giải thích, nương nương nghe ta nói kỹ, vãn bối là có nguyên nhân. Lập tức nức nở khóc lóc kể lể, đều trách Thuần Dương trưởng giáo lão mõ kia vì tiêu trừ họa lớn trong lòng thay nương nương. Vãn bối ở hiện thế tích cực truy bắt Thuần Dương trưởng giáo, cùng hắn đấu trí so dũng khí mấy lần, mỗi lần đều suýt chết. Gần đây vãn bối thần công đại thành, ô, tiểu thành, Thuần Dương trưởng giáo kia biết rõ tiếp tục mặc kệ, chỉ còn đường chết, vì thế cùng người trong tà đạo mai phục ta. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu, Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2038, Nương Nương buông xuống 2. Mang tình huống gặp phục kích nói chi tiết một lần, trọng điểm nổi bật ra thay nương nương giải quyết họa lớn trong lòng. Thuần Dương trưởng giáo ghi hận nương nương vì thế đối với ta con chó trung thành này của nương nương coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Dù sao thần Nhật Du không biết thuật quan sát, nói dối không sợ bị nhìn ra. Tam Đạo Sơn nương nương vừa nghe, khuôn mặt lạnh nhạt chuyển thành ngưng trọng, mắt đẹp sáng lên hào quang trong suốt, cười lạnh nói, tốt, tốt lắm. Ta chờ cơ hội này rất lâu rồi, diệt trừ sư tôn, ngay tại hôm nay. Cô nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, mặt mày đã chuyển thành nhu hòa, gật đầu nói, ngươi có lòng rồi, chân thân của ta còn ở một đầu khác của linh cảnh. Giờ phút này đang chạy tới, một khắc đồng hồ sau liền đến, ngươi dùng chảy phục ma hộ thân trước, đợi ta tới, lại bàn bạc đối sách. Ngân Giao quận chúa thấy thế, vội vàng nói, sư tôn, vì sao con kêu gọi ngài, ngài coi như không thấy. Tam Đạo Sơn nương nương ngẩn ra một phen, như là mới phát hiện cô, giật mình nói, bổn tọa còn cho rằng là ai ồn ào như vậy, thì ra là ngươi đang kêu gọi ta. Mình kêu gọi là ồn ào, cái giọng vịt đực của Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là tiên nhạc sao. Ngân Giao quận chúa chịu đả kích to lớn, ngơ ngác mà đứng, hào quang màu đỏ trong mắt cũng ảm đạm. Sư tôn, con, Ngân Giao quận chúa không phục, con mới là đệ tử duy nhất của ngài. Tam Đạo Sơn nương nương giống như chưa nghe thấy, thản nhiên nói, các ngươi chờ đi, ta thu hồi đạo thần niệm này trước. Trương Nguyên Thanh lập tức cúi lại, cao giọng nói, cung tiễn nương nương. Tam Đạo Sơn nương nương ý vị thâm trường liếc đệ tử đứng lặng ở bên một cái, hóa thành hào quang màu vàng trở về trong chảy phục ma. Trương Nguyên Thanh lập tức rút ra chảy phục ma, nâng ở giữa hai tay, ánh mắt dịu dàng tựa như chăm chú nhìn tình. Nhân xa cách lâu ngày, Ngân Giao quận chúa không hổ là đạo tâm thông thấu, nghĩ rõ mấu chốt, buồn bã nói, không thể ngờ sư tôn nhân vật như vậy cũng sẽ trầm mê nịnh nọt, thật sự khiến tôi thất vọng đến cực điểm. Trương Nguyên Thanh yên lặng thu hồi chảy phục ma, tiến lên, nắm bàn tay nhỏ của Ngân Giao quận chúa, nhẹ nhàng nói, quận chúa, cô chẳng những nghiêng nước nghiêng thành, còn có tính cách cương trực, khinh thường đối với A-dua nịnh hót, khinh thường đối với vàng bạc thế tục. À, đây là phẩm chất cao thượng cỡ nào nha, phụ nữ tôi từng gặp nhiều không đếm xuể, nhưng bọn họ đều không bằng cô. Trái tim lạnh như băng của Ngân Giao quận chúa giống như thình thịch điên cuồng đập hai nhịp, rút tay về, giơ lên cái loa nhỏ. Hừ, sư tôn nói rất đúng, tiểu tử cậu miệng lưỡi trơn tru, chẳng qua coi như xuôi tai, được rồi, tôi không giận cậu nữa. Thanh âm trong loa truyền ra rất vui vẻ. Trương Nguyên Thanh liếc xéo nói, xem đi, cô không phải cũng thích nịnh nọt sao, người đời ai không thích nghe lời hay chứ, thần tiên còn cần phàm nhân quỳ lạy dâng hương đó. Quận chúa à, cô sống mấy trăm năm rồi, thế mà chưa hiểu thấu đáo đạo lý này. Quận chúa một lần nữa ngây cả người. Loa miêu vương vang lên xẹt xẹt, phát ra giọng đàn ông trầm thấp, một ngày này, ta giống như mở ra cánh cửa thế giới mới. Khi hai người đối thoại,
Phù Tín Âu cùng Tập Trá Trốn ở một bên thật cẩn thận ghé lên, bất ngờ vui sướng thử nói, Lý Tuấn, vừa rồi vị Kim Ô kia là Bất Lương soái mời cho ngươi. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, nhận được câu trả lời khẳng định hai vị bất lương nhân càng thêm vui sướng, nói, nàng là người tông môn nào. Kỳ quái, trong 12 vị Kim Ô Đông vực tử khí Đông Lai tông không có người này. Nam Hải Kim Luân thần giáo cực ít đặt chân Trung Nguyên. Cửu nhật của triều đình có hiềm khích với bất lương soái. Hắn lẩm bẩm, Trương Nguyên Thanh lại đầu óc vang ong ong trong một câu ngắn ngủn của gã này. Thì, triều đình cùng tử khí Đông Lai tông đã có 21 vị Kim Ô. Thời cổ số lượng thần Nhật Du khoa trương như vậy sao? Nghề nghiệp khác thì sao? Cổ đại thật sự là hình thức địa ngục nha, người cổ đại thực thê thảm. Trương Nguyên Thanh đằng háng cổ họng, nghiêm mặt nói, cái này đại khái chỉ có thể hỏi bất lương soái. Hai người các ngươi cảm thấy, vị Kim Ô này so sánh với bất lương soái, ai mạnh ai yếu? Tập Trá lắc đầu, Phù Tín Âu mắt tam giác thì nói, bất lương soái đã phản pháp quy chân, nghe nói cách nhân tiên chỉ thiếu một bước. Mà vị Kim Ô này chỉ là một đạo hóa thân đã khiến ta như rơi vào vực sâu, trong lòng sợ hãi, hai người hẳn là sàn sàn như nhau. Bất lương soái bây giờ là cấp bậc chúa tể đỉnh phong nha, đúng rồi, hắn tương lai hẳn là sẽ tiến một bước nữa. Bước vào cảnh giới bán thần trong truyền thuyết, sau đó không biết vì sao tự mình đóng băng ở trong vực sâu phó bản bí mật ngũ hành bất lương soái tu là ngũ hành lực. Mà ngọn nguồn của ngũ hành lực là Tần Thủy Hoàng, hai bên có quan hệ gì hay không? Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2039, Nương Nương buông xuống ba. Trong lòng Trương Nguyên Thanh càng thêm tò mò, vừa dẫn hai người tiếp tục tuần tra, vừa tìm hiểu tình báo của bất lương soái. Hắn lấy phương thức nói chuyện phiếm chủ động nói về bất lương soái, sau đó không lộ dấu vết dẫn đường, từ trên thân hai người tìm hiểu được rất nhiều tình báo. Không nghe không biết, nghe xong bị dọa nhảy dựng, theo hai vị bất lương nhân nói, bất lương soái là một trong 6 đại cao thủ đỉnh phong của đại đường, tuổi lại không lớn, mới 26. Từ khi quật khởi đến ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ, thời gian chỉ 6 năm. Bất lương soái xuất thân thế gia quan lại, phụ thân là đại lý Tự Khanh, bởi vì cuốn vào trong hoàng quyền tranh đấu bị xét nhà lưu đày. Lúc đó bất lương soái vẫn là tuổi vỡ lòng, bạn cũ của cha hắn ở trong triều niệm tình ngày xưa, bảo vệ hắn. Bất lương soái sau khi trưởng thành, kế thừa chí hướng của cha, làm quan ở đại lý tự, liên tục phá mấy vụ án lớn kinh thiên động địa. Sau bởi yêu đương vụng trộm với Sương Bình công chúa sớm đã gả làm vợ người ta, hẹn hò cùng nữ quan bên người thánh nhân. Lọt vào ngự sử buộc tội, thánh nhân cắt chức quan của hắn, biếm hắn làm bất lương nhân. Ngủ công chúa, ngủ nữ quan bên người hoàng đế, thế mà chưa bị lăng trì. Trong lịch sử hoàng đế nào tim to như thế vậy, thái quá rồi. Trương Nguyên Thanh nghe mà ngẩn ra. Lại hỏi, ồ, thì ra đương kim thánh nhân là vị thiên cổ nữ hoàng Võ Chiếu kia. Vậy thì thú vị rồi, nói không chừng bất lương soái kia cùng nữ đế cũng có một chân, ở sau lưng nữ đế yêu đương vụng trộm, ngủ tâm phúc cùng con gái của người ta, sau đó lật xe. Trương Nguyên Thanh sẽ nghĩ như vậy, cũng không phải trong lòng ghê tởm, mà là đường bẩn vốn nên như thế. Luân lý đạo đức ở đường triều chỉ là thùng rỗng kêu to, đây là một triều văn học chị dâu, văn học mẹ kế, văn học con dâu, văn học trailer thịnh hành. Ồ đúng, còn có văn học đạo quan, Trương Nguyên Thanh trước kia lúc học sử sẽ hơi nhếch lên tỏ vẻ tôn kính. Chỉ nhìn từ tình báo trước mắt, bất lương soái và Thủy Hoàng đế không có bất cứ quan hệ gì, nếu Thủy Hoàng đế đoạt xá bất lương soái, đại đường chỉ sợ đã không phải thiên hạ của họ Lý nữa. Lấy tác phong của vị thiên cổ nhất đế kia, sửa đường thành Tần không phải việc khó, trừ phi chính hắn không muốn làm hoàng đế, cũng có khả năng đang im ỉm phát triển. Trong lúc suy tư, trong lầu các phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết ồn ào, bén nhọn. Ngay sau đó, cửa ô vuông của ngôi lầu nhỏ hai tầng tinh xảo kia bị phá vỡ, đàn ông quần áo không chỉnh tề cùng các nữ nhân quần áo không chỉnh tề vừa lăn, vừa bò chạy ra. Bọn họ sắc mặt hoảng sợ, liên tục gào thét chói tai, bộ dáng hoảng sợ chạy trốn tựa như sau lưng có lệ quỷ đang đuổi theo. Bộ phận đàn ông thậm chí không mặc quần áo, ôm một bộ trường bào che trước ngực, lắc cái mông trắng bóng lao ra, chạy phải nói là nhanh như gió. Ba người bọn Trương Nguyên Thanh lập tức chạy qua, đồng thời có rất nhiều giáp sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí nghe tiếng mà đến.
Bốp. Trương Nguyên Thanh búng ngón tay, thi triển độn thuật tiến vào ngôi lầu nhỏ, chỉ thấy trong sảnh một mảng hỗn độn, trên cầu thang song hướng trải thảm đắt đỏ. Đang có một nữ cương thi mặt xanh nanh vàng, bổ ngã một vị khách, cắn nát động mạch cổ, nuốt từng ngụm máu tươi. Lại là một khối âm thi cấp chúa tể. Ngày quỷ môn mở rộng, âm vật lặng yên không một tiếng động lẻn vào các nơi của Trường An. Phường Bình Khang làm nơi quan to hiển quý tập hợp, lại phòng bị tương đối yếu kém, tựa như bị Quỷ Vương Tông nhằm vào rồi. Phát hiện khí tức của người sống, âm thi kia nâng lên khuôn mặt răng nanh chìa ra, hai tay chống xuống, mang theo tiếng gió nặng nề, lao thẳng táp tới, tựa như bọ chó cỡ lớn. Trương Nguyên Thanh không có ý tưởng vật lộn với âm thi, lấy lực lượng của âm thi cấp chúa tể, chỉ sợ một hiệp đã có thể đè hắn xuống đất điên cuồng đánh. Hắn liên tục lui về phía sau, lấy ra chảy phục ma nương nương ban cho, lấy cùng phong thúc dục, bắn về phía âm thi. Như cảm nhận được uy hiếp, âm thi bay lên không trung ngoặt một phát vi phạm quy luật vật lý, tránh được chảy phục ma phóng tới trước mặt. Phập, chảy phục ma cắm vào cầu thang. Âm thi sau khi rơi xuống đất, một lần nữa bắn lên, nhanh như điện lao tới cắn. Bốp, Trương Nguyên Thanh búng ngón tay, hóa thành ánh sao độn đi, xuất hiện ở bên hành lang. Âm thi vồ hụt, ánh mắt quay sang hướng về ngoài cửa lớn, nhằm vào khách nhân chạy trốn. Trương Nguyên Thanh vội vàng lấy ra gương Iata, phục chế một phân thân. Sau đó vung cái tay đeo bao tay xanh thẳm thật nhanh, quét ra một lưỡi đao gió chém sắt như chém bùn chém vào gáy âm thi, đinh một tiếng, chỉ chặt đứt một rúm tóc đen sơ xác. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2040, Nương Nương buông xuống 4. Cho dù là âm thi cấp chúa tể, cũng chạy không thoát đặc tính linh trí thấp, sau khi gặp công kích, lập tức hung thần ác sát xoay người lại, vừa phun ra thi khí tanh tưởi, vừa lao vút đến. Chậc chậc, lại phải làm vật hy sinh, ta đường đường nguyên thủy thiên tôn, chịu không nổi ấm ức này nha. Phân thân vẻ mặt con mẹ nó, sau đó bị âm thi bổ ngã, cổ chịu khổ cắn xé. Mà lúc này, bản thể ẩn thân, rút ra chảy phục ma, mò đến phía sau âm thi, hướng tới sau lưng đâm mạnh một phát. Một vầng hào quang màu vàng mãnh liệt bùng nổ, bao trùm ánh sáng ngọn nến, âm thi thậm chí không kịp phản kháng, máu thịt đã tan rã trong hào quang màu vàng, hóa thành một đống xương phân tán. Đối phó âm thi chỉ số thông minh thấp, đối với Trương Nguyên Thanh trong tay có thần khí một đòn một mạng mà nói, không có chút khó khăn. Đáng chết, âm thi cấp chúa tể mạnh như vậy sao, ta có loại cảm giác bị mãnh hổ vồ ngã, lực lượng đáng sợ đó căn bản không phải sức người có thể chống lại. Bị cắn đứt cổ, phân thân cố chống đỡ một hơi, lẩm bẩm đứt quãng. Trương Nguyên Thanh nhìn hắn, nói cho ngươi một tin tức tốt, đến cảnh giới chúa tể. Chúng ta sẽ có được năng lực cận chiến có thể so với viễn cổ chiến thần, ngũ hành lực tập hợp vào một thân, cũng chỉ có thể áp chế mà thôi. Phân thân cười, quả nhiên là tin tức tốt, ta chờ mong thời điểm cuối năm ra sân, có được năng lực vật lộn miểu thiên miểu địa. Trương Nguyên Thanh liền nói, lại nói cho ngươi một tin tức xấu, ta ở bên ngoài bị ba vị chúa tể ngồi trông rồi, không qua được cửa ải này, cũng liền không có ngươi nữa. Nụ cười của phân thân cứng đờ, cả giận nói, ta sắp chết rồi, vì sao không cho ta chết vui vẻ? Ta chỉ là phân thân, vì sao phải đối với ta như vậy, ngươi là đồ lão lục. Chú ý lời nói, đừng dùng mấy cái chen thấp kém ô nhiễm độc hại ta. Trương Nguyên Thanh lật mặt gương, thu phân thân trở về. Lúc này, Phù Tín Âu cùng tập trá sơ tán đám người, dẫn rất nhiều giáp sĩ lao vào. Phù Tín Âu mắt tam giác nhìn xung quanh một phen, trầm giọng nói, âm vật đâu? Trương Nguyên Thanh chỉ vào đống xương trắng trên mặt đất, giải quyết rồi, giải quyết rồi. Phù Tín Âu cùng tập trá nhìn nhau, thật lâu nói không nên lời nói. Kế tiếp, Trương Nguyên Thanh dựa vào chảy phục ma bên mình, liên tiếp xử lý hai oán linh, một âm thi. Sau đó liền chậm lại tiến độ, phối hợp giáp sĩ cùng hai đồng bạn dây dưa cùng âm vật, kéo dài thời gian. Hắn không thể giải quyết âm vật nhanh như vậy, một khi hoàn thành nhiệm vụ quá nhanh, linh cảnh sẽ đưa hắn về hiện thực. Đến lúc đó hai tên chúa tể mài đao soàn soạt, hắn trừ kêu vài tiếng ia mê tê, cũng chỉ có thể dạng chân chờ chết. Khi hắn giải quyết xong con âm vật thứ bảy, đột nhiên, trong màn đêm tối đen đầu tiên là lan ra một vầng mặt trời màu vàng nhạt. Ngay sau đó mặt trời khuếch tán,
dọc theo kết giới trên bầu trời như tấm màn lưu ly lan tràn, bao trùm cả mảng trời đêm. Phường Bình Khang ở chớp mắt tiến vào ban ngày. Trương Nguyên Thanh vui sướng ngẩng đầu lên, hào quang màu vàng làm hắn chói mắt phải nheo lại, thấy một vị tiên tử y phục rực rỡ bay bay từ từ buông xuống. Mắt đen nháy, môi kiều diễm, đôi lông mày thanh tú uyển chuyển hàm xúc, khuôn mặt trắng bóc lạnh nhạt tuyệt đẹp. Nàng là tiên tử hiếm thấy, có thể ở trên khí chất không thua nghề nghiệp sắc dục. Trương Nguyên Thanh nạp đầu liền bái, cung nghênh nương nương. Ngân giao quận chúa học là dùng ngay, nạp đầu liền bái, cung nghênh sư tôn. Loa, Miêu Vương, ghi thành công. Trương Nguyên Thanh cùng Ngân giao quận chúa đồng thời nhìn về phía cái loa. Ba bên rằng co vài giây, loa Miêu Vương co được giãn được, đã xóa audio. Trương Nguyên Thanh cùng quận chúa hài lòng rời ánh mắt đi. Đám khách nhân, kỹ nữ, giáp sĩ của phường Bình Khang si ngốc chăm chú nhìn tiên tử từ trên trời giáng xuống, vừa kính sợ vừa si mê. Trương Nguyên Thanh đứng dậy, phân phó hai đồng bạn, các ngươi cùng các giáp sĩ chờ đợi bên ngoài, ta cùng nương nương vào nhà bàn việc. Cung kính dẫn Tam Đạo Sơn nương nương tiến vào lầu các, đóng cửa lại, Trương Nguyên Thanh lấy tốc độ nhanh nhất nói, lặp lại sự việc một lần, tổng kết nói. Ta vào phó bản đã hai khắc đồng hồ, nếu đám người thuần dương trưởng giáo thay đổi tuyến đường, như vậy ngũ hành minh hẳn là phát hiện ta đã xảy ra chuyện. Địa điểm ta gặp chuyện cách Tùng Hải còn có một giờ lộ trình, lũ nghiệp chướng kia nếu muốn lái máy bay về tổng bộ. Khả năng lớn nhất là Tây Bắc, sau đó là tổng bộ Nam Phái, cái này cũng cần lộ trình từ 3 giờ trở lên. Các bạn vừa nghe xong tập 204 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.